chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nuốt trọn Biển Đông, Tập vẫn hứa hòa bình. Liên Hợp Quốc đã khai mạc phiên họp Đại hội đồng lần thứ 75 vào ngày 22 tháng 9 vừa qua dưới một hình thức rất đặc biệt. Nguyên thủ lãnh đạo các nước không đăng đàn dự tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York mà đọc diễn văn qua video. Bài phát biểu của nguyên thủ Trung Quốc, nền kinh tế số 2 thế giới cũng là nơi khởi phát của siêu virus đã gây nên khủng hoảng kinh tế toàn cầu và y tế thế giới đã thu hút nhiều sự quan tâm khác nhau. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước hết đã kêu gọi hợp tác chống COVID-19, sau đó đã ca tụng điều được gọi là cộng đồng chia sẻ tương lai, trong đó mọi người phụ thuộc lẫn nhau. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu qua video tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 75 tại New York, Mỹ vào ngày 22 tháng 9 năm 2020. Không chỉ đề cao hòa bình, phát triển, ông còn nhấn mạnh đến dân chủ, tự do và công lý. Ông nói, chúng ta hãy chung tay giữ gìn, củng cố các giá trị hòa bình, phát triển, bình đẳng, công lý, dân chủ và tự do vốn được chia sẻ bởi tất cả chúng ta nhằm xây dựng một dạng quan hệ quốc tế mới vì một cộng đồng chia sẻ tương lai chung của nhân loại. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một thế giới tốt cho tất cả. Tiếp theo đó, ông Tập Cận Bình đã tấn công vào nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn Trung Quốc phát triển qua các biện pháp đánh phá kinh tế, nhất là kỹ thuật số. Nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc cũng đã cam kết sẽ đóng góp kinh nghiệm kiểm dịch, chuẩn bệnh và điều trị, nghiên cứu nguồn gốc siêu virus corona, thậm chí là chia sẻ vaccine, tài sản chung của nhân loại một cách miễn phí cho các nước đang phát triển, nhưng tuyệt nhiên tránh né đề cập đến trách nhiệm của Trung Quốc trong vấn đề này. Giới truyền thông quốc tế đã vạch ra hai mâu thuẫn to lớn trong bài phát biểu của ông Tập Cận Bình với những hành động mà Trung Quốc thực hiện thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh chụp tư liệu vào ngày 10 tháng 2 năm 2020 do Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố. Một chiếc máy bay F-16 của Đài Loan đã áp sát phía dưới một oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc khi chiếc máy bay này đến gần Đài Loan. Thứ nhất, trong bài diễn văn được thu trước qua video, ông Tập Cận Bình đã khẳng định là không có ý đồ bành trướng, bá quyền, gây chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng với bất kỳ nước nào khác. Và những lời lẽ mị dân của đại diện phía Trung Quốc hoàn toàn chẳng thuyết phục được ai vì nó hoàn toàn ngược với những gì nước này đã và đang làm, bất chấp tất cả thời điểm cả thế giới đang căng mình chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tại Biển Đông thì Trung Quốc liên tục theo đuổi chủ quyền phi pháp bằng hàng loạt các động thái hung hăng vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Vào ngày 18 tháng 4 năm 2020, Quốc vụ viện Trung Quốc đã ra quyết định lập hai quận mới trực thuộc thành phố Tam Sa, đặt trụ sở ở đảo Phú Lâm trên quần đảo Hoàng Sa, cưỡng chiếm của Việt Nam vào năm 1974. Đến đầu tháng 8, nước này tiếp tục ban hành quy định mới về hàng hải, xem xét các tuyến hàng hải giữa Hải Nam và Hoàng Sa là các tuyến nội địa của Trung Quốc nhằm siết chặt thêm quyền kiểm soát trên các vùng biển Đông mà Bắc Kinh đang tranh chấp với các nước khác. Cho đến thời gian gần đây, nước này vẫn tiếp tục phô trương vũ lực, tập trận và cấm các tàu thuyền các nước lưu thông. Vào cuối tháng 8, Bắc Kinh còn cho bắn đi 4 hỏa tiễn đạn đạo để thị uy Hoa Kỳ cũng như các nước trong khu vực mà trong đó có cả Việt Nam cùng tranh chấp quyền tại vùng biển chiến lược này. Với Đài Loan thì Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo nói rằng bất kỳ sự ủng hộ nào đối với chuyện đòi độc lập ở vùng lãnh thổ này đều thất bại mà dọa trả đũa Mỹ sau khi các chuyến thăm cấp cao tới Đài Loan. Để trả đũa chuyến thăm Đài Loan của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ trung tuần tháng 9 vừa qua thì Bắc Kinh cũng cho tập trận quy mô lớn chưa từng thấy. Trong thời gian nhà ngoại giao Mỹ ở thăm, không quân Trung Quốc đã hai lần vượt qua đường giới hạn ở eo biển Đài Loan mà trong hai thập kỷ từ năm 1999 đến năm 2019 vẫn được hai bên tôn trọng tuyệt đối. Với Hồng Kông, mặc dù quy chế một đất nước hai chế độ dành cho đặc khu hành chính này còn kéo dài cho đến năm 2047, bất chấp phản ứng gay gắt của quốc tế, cũng như đại đa số người dân đặc khu, chế độ Cộng sản tại Bắc Kinh vẫn áp đặt luật an ninh quốc gia, bóp nghẹt quyền tự trị của Hồng Kông. Đây là hình ảnh binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ tại biên giới hai nước. Tại biên giới với Ấn Độ, lần đầu tiên từ mấy thập niên qua, Trung Quốc và Ấn Độ đã nổ súng đã khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng vào hôm 15 tháng 6 tại khu vực đang tranh chấp giữa hai nước trên cao nguyên dãy Himalaya. Một mâu thuẫn nữa trong lời nói và hành động của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình được giới truyền thông quốc tế bóc mẽ, đó là ông Tập Cận Bình đã phát biểu rằng các liều vaccine mà Trung Quốc đang chế tạo thử nghiệm
sẽ được ưu tiên cho các nước đang phát triển. Thế nhưng, nước này lại từ chối tham gia vào chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Kế hoạch với tên gọi tắt là COVAX, tức là COVID-19 Vaccine Global, cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu, là sáng kiến của Tổ chức Y tế Thế giới nhằm đưa vaccine COVID-19 đến với dân chúng các nước nghèo, được 64 quốc gia thu nhập cao và hơn 90 nước có thu nhập thấp và trung bình tham gia. Mặc dù là quốc gia đi đầu trong nghiên cứu và thử nghiệm vaccine COVID-19, song Trung Quốc không có tên trong danh sách hơn 150 nước tham gia kế hoạch này mà Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố vào hôm 21 tháng 9 vừa qua. Trước đó, vào hồi tháng 5, Chủ tịch Tập Cận Bình từng cam kết sẽ phát triển vaccine của Trung Quốc thành sản phẩm công cộng toàn cầu. Giới quan sát cũng nhận định diễn văn đến từ Trung Quốc không có điểm gì mới, nhất là ý tưởng về cộng đồng chia sẻ tương lai hay là chia sẻ vận mệnh chung đã được Trung Quốc nhai đi nhai lại nhiều năm qua, không chỉ trong quan hệ song phương với các nước láng giềng mà trên cả diễn đàn quốc tế. Đây là hình ảnh ông Lê Khả Phiêu bên trái trong lần đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 2 năm 2002. Khi đó, ông Phiêu không còn là Tổng Bí thư. Các văn bản tiếng Trung đã nói nhiều về khái niệm nhân loại mệnh vận cộng đồng thể từ khá lâu trước đây. Theo đánh giá của Richard và Brendan trong một nghiên cứu về ngoại giao Trung Quốc, phát biểu về vận mệnh chung không đến từ miệng nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay mà lần đầu tiên do Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nêu ra. Thậm chí có người còn cho rằng ý tưởng này từ viễn kiến của lãnh đạo Úc trước đó nói về nhu cầu kiến thiết cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương hài hòa, ổn định. Công thức nêu ra sự chia sẻ vận mệnh đã được Trung Quốc áp dụng với tất cả các nước láng giềng. Vào năm 1991, ngay khi bình thường hóa quan hệ với Việt Nam ở Hội nghị Thành Đô, lãnh đạo Trung Quốc đã nói về quan hệ hai nước như sau: Sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan, có nghĩa là sông núi liền nhau, lý tưởng hòa nhau, văn hóa như nhau, định mệnh tựa nhau. Và vào đầu năm 1999, Tổng Bí thư Giang Trạch Dân của Trung Quốc đã đề ra và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Lê Khả Phiêu khi đó đã đồng ý phương châm 16 chữ vàng như ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện để xác định tư tưởng, chỉ đạo và khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới, đánh dấu quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới được lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước xác định trong tuyên bố chung từ tháng 2 năm 1999. Theo nhà nghiên cứu Trương Đăng An, thì ban đầu việc nêu ra vận mệnh chung được Trung Quốc đề xuất với các nước láng giềng nhằm hàn gắn quan hệ bị căng thẳng bởi các tranh chấp lãnh thổ. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Kremlin, Moscow vào ngày 5 tháng 6 năm 2019. Vào năm 2018, ông Tập nói y nguyên như thế về quan hệ với Nhật Bản và các nước Đông Bắc Á. Và sang thăm Moscow vào năm 2019, ông cũng nhắc lại thuyết vận mệnh chung với Nga và rộng ra là cả với nhân loại. Chỉ sang thế kỷ thứ 21, khái niệm nói trên mới trở thành một phần của chiến lược lâu dài của Trung Quốc trong quan hệ quốc tế. Học giả Trương Đăng An nhận định rằng khái niệm vận mệnh chung được đề cao nhằm tận dụng cơ hội hòa bình trong hai thập niên đầu của thế kỷ 21 mà Trung Quốc rất cần để phát triển tối đa. Tuy không phải là cha đẻ của ý tưởng cộng đồng chia sẻ vận mệnh, nhưng Tập Cận Bình đã diễn giải để mở rộng ý nghĩa này. Hồi năm 2015, nó mới chỉ có 5 thành tố gồm đối tác chính trị, an ninh, phát triển kinh tế, trao đổi văn hóa và bảo vệ môi trường. Nay, việc chia sẻ vận mệnh chung khiến nhân loại cần tập trung vào toàn cầu hóa, chống biến đổi khí hậu và củng cố cải thiện quản trị toàn cầu. Và phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên Diễn đàn Liên Hợp Quốc vừa qua được cho là lời đả phá ngấm ngầm nhằm vào khẩu hiệu Hoa Kỳ trên hết của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2020 với bản tin Nuốt trọn Biển Đông, Tập vẫn hứa hòa bình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.